Kính thưa quý vị, trường Mầm non Chùa Hang là đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ của Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên. Năm 2021, nhà trường được công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc, được vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đón xem màn hát múa Hào khí Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Bảo Phúc với phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng trường Mầm non Chùa Hang. Xin nhân chào kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
màn hát múa, hào khí Việt Nam, hào hùng và đậm chất dự thi. Tôi đoàn nghệ thuật quần chúng trường mầm non Chùa Hang biểu diễn đã khép lại chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 11 năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 11 năm 2022 xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, cơ quan, đơn vị, sự cổ vũ, động viên to lớn của các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là sự tham gia solo của hơn 300 diễn viên đến từ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào sự thành công chung của chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, tập thể diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng, các đơn vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại. Màn hát múa, hào khí Việt Nam, hào hùng và đậm chất dự thi. Tôi đoàn nghệ thuật quần chúng trường mầm non Chùa Hang biểu diễn đã khép lại chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 11 năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 11 năm 2022 xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, cơ quan, đơn vị, sự cổ vũ, động viên to lớn của các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là sự tham gia solo của hơn 300 diễn viên đến từ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào sự thành công chung của chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, tập thể diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng, các đơn vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại.